Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, tối hôm qua thì chúng ta đã đi tham quan, đi trải nghiệm cái phố cổ Hội An đêm hôm qua rồi. Chiều hôm nay thì xin quý vị hãy đi thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng quý vị nhé. Về thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đó, mà không đến thăm viếng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng thì quả là một cái thiếu sót lớn đó, thưa quý vị. Chúng ta có lỗi rất lớn đó, coi như là chưa tới Quảng Nam. Đầu tiên, quý vị thấy đó, nó là một cái quảng trường tiền môn, thưa quý vị, rất là rộng. Nơi đây thì để đón tiếp du khách đến tham quan, đục hương, tưởng niệm. Khá rộng, thưa quý vị. Quý vị thấy 8 trụ biểu chia đều cho cả hai bên. Mỗi trụ như vậy thì được biết thì nó có cái chiều cao khoảng 9 mét. Vì sao là 8 trụ mà không là 9 trụ hay là 10 trụ? Thì theo cái quan niệm của người phương Đông, thưa quý vị, thì con số 8 là cái con số biểu tượng cho cái sự phồn vinh, sự sung túc và sự đoàn tụ một cách tốt đẹp. Cho nên là chọn cái 8 trụ biểu như vậy. Thế các cái trụ biểu này á, thì khắc chạm những cái hình ảnh về các bà mẹ ở Bắc Bộ này, bà mẹ Trung Bộ này, bà mẹ Nam Bộ, bà mẹ Tây Nguyên, khắc họa hình ảnh của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, thưa quý vị. Từ cái ý tưởng mẹ là suối nguồn bao la vô tận, mẹ là linh hồn của đất nước, rồi là mẹ sinh ra từ mảnh đất anh hùng, mẹ sinh ra những người con anh hùng và sẽ lại hóa thân vào đất, vào non nước Việt Nam. Rồi mẹ sống mãi ngàn đời với cái thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Rồi mẹ vẫn tiếp thêm cái nguồn sức sống mạnh mẽ cho các cái thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vân vân. Từ cái ý tưởng đó cho nên là tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng thì được xây dựng trên cái độ cao là 15 mét, thưa quý vị, 15 mét. Đó là trên độ cao. Còn cái chiều cao của tượng đài là 18,37 mét. Còn cái chiều dài đường cong là 117 mét. Có thể nói đây là một cái tượng đài rất là lớn, thưa quý vị. Thế tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng đó thì lấy cái nguyên mẫu là Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thứ để làm biểu tượng cho gần 50.000 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng trong cả nước, thưa quý vị. Và như quý vị đã biết thì trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì Mẹ Thứ ở Quảng Nam có 9 người con ruột, một cháu ngoại, một con rể đã cầm súng chiến đấu hy sinh cho độc lập tự do Tổ quốc, thưa quý vị, là người chồng nữa, người chồng của Mẹ Thứ nữa. Cho nên cái việc mà khắc họa hình tượng Mẹ Việt Nam Anh Hùng trên cái cơ sở hình ảnh Mẹ Thứ Quảng Nam thì đây là một cái việc làm, thưa quý vị, rất là đáng trân trọng. Thế toàn khối tượng đài của Mẹ Việt Nam Anh Hùng thì như quý vị đã thấy, nó có cái hình dáng của một ngọn núi rất là hùng vĩ, hoành tráng, vững chãi lắm, thưa quý vị. Hai bên tượng đài là hai vách đá, như quý vị thấy đó. Và cái trong bề mặt vách đá này đã được tạo hình bức phù điêu, thưa quý vị, giống như là những cái khối đá tự nhiên kết nối với nhau. Rồi cái bề mặt khối đá này thì được tạc khắc các cái gương mặt của những người con của Mẹ Thứ. Nói là con của Mẹ Thứ nhưng mà đó cũng là một hình tượng chung cho những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước, thưa quý vị. Còn đây là một cái thảm hoa ở phía trước của hai bên tượng đài. Nó được trang trí lấy từ cái ý tưởng là sắc thái của 54 dân tộc Việt Nam, tượng trưng những cái cánh hoa đó thì tượng trưng cho các cái thế hệ con cháu dâng hoa lên Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Cái bên trong tượng đài là bảo tàng, thưa quý vị.
Nơi đây thì ghi danh gần 50.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước và lưu giữ những hình ảnh tư liệu về những hình ảnh bà mẹ Việt Nam anh hùng, lưu giữ hình ảnh về những người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đáng tiếc rằng khi đoàn chúng tôi đến thì ở bên trong này đang sửa chữa cho nên không thể vào được thưa quý vị. Phải công nhận rằng đây là một cái công trình kiến trúc rất là đẹp, rất là hoành tráng và nó có ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Thưa quý vị, ở Mỹ đó, người ta tôn thờ nữ thần tự do và đó là một biểu tượng cho cái tự do, bình đẳng và bác ái. Thế còn ở Việt Nam mình á, đây là cái hình tượng người mẹ vĩ đại. Người mẹ không phải là thần thánh. Người mẹ bằng xương, bằng thịt, với cái sự hy sinh cao cả cho độc lập, tự do, cho hòa bình và nhân ái. Nhân đây thì Diễn đàn 26 cũng xin gửi tặng mẹ hai câu thơ, không phải là của diễn đàn, của người ta, của các cái nhà thơ thôi. Con ơi, lòng mẹ như sông cả, chảy mãi nào ai lấp được nguồn. Đúng là lòng mẹ mênh mông, bao la, thưa quý vị, như biển rộng, như sông dài. Có dịp nào đó thì mời quý vị hãy đến cho Quảng Nam. Hãy đến cho Quảng Nam và nên đến Quảng Nam thưa quý vị, để thăm tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, để được đốt nén tâm hương dâng lên mẹ với tấm lòng thành kính biết ơn vô hạn quý vị nhé. Trong cuộc đời của mình, ít nhất gì thưa quý vị cũng nên đến với Quảng Nam một lần để thăm tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là cái tấm lòng của diễn đàn 26 đối với tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau quý vị nhé.